Thưa quý vị và các bạn, văn hóa truyền thống vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được bảo tồn phát huy, trong đó có những giá trị mang đậm tính nhân văn, mỹ tục, nhưng cũng còn đó những hủ tục đang tồn tại gây nên tác hại dây chuyền. Dù hiện chỉ tồn tại rải rác ở các bản làng vùng sâu vùng xa, thế nhưng những hủ tục này thì đang ảnh hưởng lớn và ngăn cản sự phát triển của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có khu vực miền Tây Quảng Trị. Và nạn tảo hôn là một ví dụ thực tế. Phản ánh của phóng viên thời sự về vấn đề này tại huyện miền núi Đắk Rông. Hồ Thị Sim từng là cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn ở thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt, huyện Đắk Rông. Chưa tròn 14 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, nhưng Sim đã gánh trên vai trách nhiệm làm vợ với anh Hồ Văn Nào ở cùng thôn, rồi làm mẹ khi chỉ vừa tròn 15 tuổi. Do còn quá trẻ, hiểu biết hạn chế, đôi vợ chồng này hoàn toàn bản năng khi thực hiện vai trò của mình. Cái nghèo, cái đói càng bám chặt trên đôi vai của vợ chồng đang tuổi chập chững trưởng thành. Thấy mấy chị em trong thôn, 14-15 tuổi là lấy chồng rồi. Mẹ em cũng bắt em lấy chồng sớm. Bây giờ cả hai vợ chồng không có việc làm, lại đông con. Bạn bè của em là thì lấy vợ là khác, mà còn em lấy vợ là khác. Tại vì họ sung sướng ăn mặc đẹp, đi chơi thoải mái. Giống như em thì không được đi chơi tại vì có vợ con nên đi làm kiếm tiền để nuôi vợ con. Nạn tảo hôn là câu chuyện buồn muôn thuở bao năm nay chưa thể giải quyết dứt điểm ở một bộ phận bà con dân tộc thiểu số, nhất là bà con dân tộc Vân Kiều ở vùng núi nơi đây. Nguyên nhân là do hủ tục, sự hiểu biết hạn chế và quan niệm trọng nam khinh nữ, nên người phụ nữ chỉ là cái bóng trong gia đình với nhiệm vụ lao động, sinh con đẻ cái. Cũng vì thế mà tảo hôn luôn là cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lạc hậu. Riêng năm 2020, toàn huyện Đắk Rông có đến 62 trường hợp tảo hôn. Trước đây thì tảo hôn rất là đông, rất là nhiều trên địa bàn, với là huyệt thống cũng khá là đông. Nhưng mà hiện tại thì một năm cứ giảm dần. Từ khi là chị em chúng tôi vào cuộc để là tuyên truyền và vận động từng các hộ gia đình, với là thành lập cái nhóm câu lạc bộ trẻ em trai, với là nhóm cha mẹ mà có con từ 12 đến 8 tuổi á, cũng đẩy mạnh cái việc mà tổ chức các hoạt động bề nổi để tuyên truyền rộng rãi đến tất cả các tầng lớp trong xã hội. Vì đây không phải là trách nhiệm của riêng một vai trò vị trí của phụ nữ, mà trong đó có cả đàn ông, rồi có các tầng lớp khác đấy, thanh niên. Và cái cuối cùng là cục đẩy mạnh cái sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể liên quan, nhất là các đoàn thể ngay tại địa phương. Tảo hôn và hậu quả từ tảo hôn là trẻ con sinh ra nheo nhóc, gầy còm, ốm yếu, ngày càng cột chặt họ vào nghèo nàn, lạc hậu, suy kiệt về giống nòi. Dọc những thôn bản ở vùng núi, không khó để nhận thấy sự nghèo nàn, khốn khó của những người dân nơi đây. Vì thế cần phải cải thiện sự tiếp cận với thông tin, trao cho các em gái, em trai trong độ tuổi từ 12 đến 18 tuổi kiến thức về kỹ năng sống, sức khỏe tình dục và sinh sản, cho các em có không gian sống an toàn, cải thiện sinh kế và an sinh xã hội.